những cơn đau có thể ảnh hưởng đến mọi mặt của cuộc sống. Thật không may, những cơn đau mãn tính hàng ngày khiến ngay cả những việc đơn giản nhất cũng không thể thực hiện được. Đau có thể dẫn đến mất ngủ, khó cử động, và hơn thế nữa, đau đớn về thể chất có tác động đáng kể đến sức khỏe tinh thần và cảm xúc của chúng ta, gây ra trầm cảm, cáu giận, lo lắng và cảm giác bất lực, làm tổn hại đến sự tự tin hàng ngày như khó leo cầu thang, nấu ăn, đi bộ và thậm chí là lái xe. Điều này khiến người bệnh có cảm giác trở thành gánh nặng. Chỉ khi giảm bớt được những cơn đau thì chất lượng cuộc sống của bệnh nhân mới được cải thiện. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị giúp giảm đau tạm thời nhưng không thể điều trị tận gốc vấn đề viêm và nguồn gốc của cơn đau. Việc sử dụng thuốc giảm đau và chống viêm có thể gây tổn thương thứ phát cho gan hoặc gây ra những tác dụng phụ như buồn nôn, chóng mặt và thậm chí là gây nghiện. Do đó, nếu bạn gặp phải những vấn đề như đau lưng trên, đau lưng dưới, đau hoặc chấn thương đầu gối, đau khớp, vôi hóa cột sống, viêm gân, chấn thương khuỷu tay, vết thương khó lành, hãy tham khảo việc sử dụng BQ laser từ đội ngũ chuyên gia của chúng tôi. Mặc dù công nghệ laser mềm đã được khoa học chứng minh là có hiệu quả điều trị cơn đau mãn tính trong các phòng khám và chuyên khoa cơ xương khớp trong hơn 60 năm qua, nhưng công nghệ này chỉ có mặt tại những thiết bị có quy mô lớn và đắt tiền ở những phòng khám. Nhờ có thiết bị BQ laser nhỏ gọn, ngày nay mọi gia đình đều có thể điều trị cơn đau bằng công nghệ tiên tiến hiệu quả, vô cùng thoải mái ngay tại nhà. BQ laser đạt chứng nhận CE là thiết bị y tế được khuyên dùng tại châu Âu. Hãy liên hệ với chúng tôi theo số 1800-1283 hoặc 091-756-4086 để có thêm thông tin về sản phẩm và nhận.